Hello, chào mừng anh chị nhà đầu tư quay trở lại với video trên kênh Điền Thoại Tây Ninh. Anh chị nào đang tìm miếng đất vườn để nghỉ dưỡng cũng như là có sẵn căn nhà thì ngày hôm nay kênh Điền Thoại Tây Ninh giới thiệu anh chị một miếng đất nhà vườn với diện tích khá là lớn, nằm ở mặt tiền đường đất đỏ, hiện tại đang chuẩn bị lên nhựa, khu xóm đông dân cư, cách trường học chỉ khoảng một cây số, đầy đủ tất cả các tiện ích. Với cái nhu cầu là anh chị tìm nhà vườn nghỉ dưỡng với diện tích lớn có cây ăn trái thì đây là nhân vật chính của mình ngày hôm nay nè anh chị, một căn nhà rất là cứng luôn nha, nằm tại vị trí là ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Bề ngang mặt tiền đường của nó thì tính từ vị trí ngay cái hàng cây tầm dông này anh chị, khúc này thì có một cái mương nhỏ để trữ nước nha. Đây, vị trí này anh chị kéo dài đi hết cái nhà và tới cái đám bưởi trong đất mình luôn là 73 mét. Dài vào cạnh này là hơn 55 mét, mặt hậu hơn 73 mét và cánh bên đây là lên đến 65 mét. Tổng diện tích của nó là hơn 4.200 mét vuông đất trồng cây hàng năm. Có sẵn một căn nhà cấp 4 khá là cứng và lớn. Hiện tại thì đất chưa thổ cư nghe anh chị. Đây, cánh bên đây mình sẵn vào là khoảng 65 mét. Còn mặt tiền đường trải dài lên đến 73 mét. Bây giờ em sẽ cho anh chị soi được hình dạng quyển sổ của căn nhà và miếng đất ngày hôm nay. Tình trạng hiện tại quyển sổ hồng của căn nhà này thì đang nằm trong ngân hàng. Anh chị nào có nhu cầu mua căn nhà và miếng đất thì mình hỗ trợ chủ lấy sổ ra và công chứng sang tên ngay trong ngày nha anh chị. Thì trên màn hình là cuốn sổ photo. Nằm tại vị trí là ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Tổng diện tích sử dụng đất là 4.236,8 mét vuông, toàn bộ là đất trồng cây hàng năm khác. Bây giờ thì mình sang hình dạng thửa đất nha. Đây là hình dạng thửa đất của mình nha anh chị. Thì do đây là cuốn sổ năm 2015 chính chủ nhà vườn, cho nên là cái hình dạng thửa đất nó chưa có thể hiển thị được cái phần chiều dài cũng như là chiều rộng. Thì em được nghe thông tin lại từ chủ đất, chính xác con số mặt tiền là 73 mét. Trên đây thì là mặt tiền đất, nhưng mà hiện trạng bên ngoài bắt đầu đổ đất đỏ và chuẩn bị nhựa hóa. Cái cạnh ở bên sát với cái thửa 30 á, là cạnh bên trái á, là khoảng 55 mét. Còn cái cạnh bên phải dài xuống sát cái thửa 27 á, là khoảng 65 mét. Ngoài ra thì anh chị thấy được cái phần mặt học cuối cùng nó là hình gấp khúc, hai cạnh thì nó sẽ đi song song. Thế nên cái phần chiều dài của mặt hậu là nó sẽ dài hơn 73 mét nha anh chị. Tính ra thế đất của mình cũng sẽ là nở hậu đấy. Và hướng đất thì nó sẽ là hướng Tây Nam, thiên về chánh Nam. Đó là đầy đủ thông tin về sổ sách của căn nhà ngày hôm nay. Em xin nhắc lại một lần nữa là tình trạng hiện tại cuốn sổ đang nằm ngân hàng. Anh chị có nhu cầu mua thì hỗ trợ chủ lấy sổ và công chứng sang tên ngay trong ngày. Rồi, bắt đầu giờ em dẫn anh chị đi hết cái phần mặt tiền đường 73 mét và đi vào cái đám bưởi bên trong miếng đất này. Sau đó sẽ review căn nhà cho anh chị xem nha. Hiện tại ngoài căn nhà ở trên đất thì đất của mình là chủ đạo là nguyên một cái vườn bưởi trồng gần như là hết cái diện tích đất. Ngoài ra xen kẽ những cái đám bưởi này sẽ là những cây mai trồng xen kẽ luôn nha anh chị. Có hệ thống bát tưới tiêu đầy đủ. Và có một cái hàng xài khoảng hơn 10 cây trồng từ trước tới sau. Đây là xài tứ quý nha anh chị. Đấy. Rồi bắt đầu qua bên đây là nguyên một cái vườn bưởi rồi. Đã cho trái lớn. Vào cái vườn bưởi này rất là đã luôn. Và hầu như khu vực này rất là nhiều vườn trái cây cũng như là vườn dừa nha anh chị. Đây là cây bưởi điển hình đang gắn trái nè anh chị. Đấy. Hệ thống bét thì cây nào cũng có luôn. Từng cây hết nha. Gốc bưởi thì cũng đã khá là lớn rồi. Và từ vị trí này mình di chuyển ra trường tiểu học là chỉ khoảng một cây số. Di chuyển về Ủy ban nhân dân xã Ninh Điền là khoảng 3 cây rưỡi. Cũng như là di chuyển về chợ Gò Nổi là khoảng 2 cây số thôi nha anh chị. Để mà một cái thế đất nhà vườn như thế này di chuyển về tất cả các tiện ích như thế thì cũng khá là tương đối phù hợp với tính chất kỹ dưỡng của mình. Mà không di chuyển quá xa. Đây, cái phần ranh cuối cùng của miếng đất mà 73 mét mặt tiền đường á là tới giáp với cái nhà này. Thì cái nhà này người ta có nguyên một cái vườn
cây kiểng bên hông nhà nè. Thì ranh của mình sẽ giáp bên đây luôn nha anh chị. Đây, tới vị trí này là hết 73 mét mặt tiền của mình rồi. Từ đây sắn thẳng vào trong là khoảng hơn 55 mét. Toàn cái phần bên phải là đất của mình thôi. Và hầu như thì khu vực này rất là đông nhà nha. Một xíu thì cuối clip em sẽ quay cái đường ra để anh chị có thể nắm được là tình hình dân cư ở đây như thế nào. Và với cái năng suất rừng bưởi như thế này thì anh chị nếu mà về ở thì hàng năm thì cây đều cho trái và ra năng suất kinh tế luôn nha. Khu vực này là một khoảng không gian rất là thoáng mát, sạch sẽ, không ô nhiễm khói bụi nha anh chị. Bây giờ thì bước vào trong sẽ review sơ một vài cây bưởi cho anh chị xem trong cái vườn bưởi này. Đấy, em chỉ tay là một số trái gắn trên cây đó anh chị. Bưởi nhìn cũng khá là tươi tốt nha anh chị. Đây, cây bưởi nè. Đây là gốc bưởi lớn. Cỡ này thì hiện tại là đang sung sức rồi. Mỗi gốc bưởi thì đều có một cái bét để tưới. Mình chỉ cần bắt con tắc thôi là cái vườn của mình đã được tưới toàn bộ. Ngoài ra thì giữa các cái đường mương của hai cái luống á, thì sẽ để động trữ nước, đảm bảo là mình không bị thiếu nước trong mùa khô nha. Đây, trái này cũng khá là tươi nè. Và xin thưa anh chị thì hiện tại em cũng theo dõi báo đài hàng ngày cái tình hình mà di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số tỉnh lân cận để lên Tây Ninh với mục đích là tham quan mua bán bất động sản thì có vẻ khả quan hơn. Nếu anh chị nào đã tiêm vaccine khoảng 2 mũi và có giấy test thì khoảng vài ngày nữa thôi là mình có thể di chuyển qua các tỉnh này qua tỉnh kia được. Thì đó là một thông tin mà em cập nhật báo đài. Anh chị cũng đồng thời thường xuyên xem báo đài. Nếu mình di chuyển được thì liên hệ với em qua số điện thoại là 098 18 77139 để có thể lên Tây Ninh xem đất và gặp chính chủ nha anh chị. Đây là cây bét tưới nè. Và giữa những cái cây bưởi này á thì sẽ có những cây mai xen kẽ. Chủ bán thì sẽ để lại toàn bộ bưởi nè, cây mai nè, nhà cho mình luôn nha anh chị. Một cái vườn bưởi khá là đã. Vô đây rất là mát nha anh chị. Cỏ thì nó hơi tùm thôi. Cái vẻ thì cũng hơi lâu rồi chưa được chăm sóc. Cái này nếu mà dọn cỏ ra nữa thì nhìn nguyên một cái vườn bưởi mình khá là đẹp luôn nha. Đó. Ở đây thì mình nhìn được cái bên hông nhà của mình nè. Cây nào cũng có trái luôn nha anh chị. Đây, cây mai mà em vừa nói nè. Cứ xen kẽ hai cây bưởi sẽ là một cây mai. Người ta trồng xen vào đấy anh chị. Còn trước cửa căn nhà của mình thì có một số cây mai lớn. Và hiện tại thì xin thưa anh chị là không dễ gì tìm được những cái miếng đất có vườn trái cây cũng như căn nhà sẵn như thế này rồi. Thì anh chị nào xem mà nếu thích thật sự căn nhà này thì hãy nhấc điện thoại gọi ngay cho em số điện thoại trên màn hình nha anh chị. Căn nhà này sẽ rất là phù hợp với nhiều nhu cầu của anh chị đang xem trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Đây là một hàng cây xài cặp nhà nè anh chị. Và đó là em đã review xong cái mảnh vườn trong đất của mình. Bây giờ thì mình đi vào review căn nhà trong đất nha anh chị. Thì căn nhà của mình nằm bên góc phải của miếng đất khi nhìn từ ngoài đường nhìn vào. Trước đất thì có một cây dừa. Nó mang vẻ rất là nông thôn nha anh chị. Ngoài ra thì trồng một số cây mai ở trước đất nè. Có cây lớn cây nhỏ nha. Đây là phần mặt dựng của căn nhà mình anh chị. Đấy, quý anh chị nhìn vào là đầu tiên mình cảm giác được căn nhà khá là chắc chắn. Và hiện tại thì căn nhà này thì chủ đang ở nha anh chị. Cho nên là mình không bị sợ là bỏ hoang. Vào là ở ngay thôi. Còn nếu mình có thể sơn sửa màu bê theo ý thích của mình thì mình sửa lại. Chứ theo em nhìn nhận thì căn nhà này thì vào thì ở ngay rồi, không cần sửa gì hết. Đấy. Đây là cái thường là người ta gọi ở vùng quê anh chị. Đây là cái phòng nhà trên để thờ phượng ông bà tổ tiên nè. Hay còn gọi là cái phòng khách. Bên đây nếu không có cái mái này lên thì căn nhà của mình sẽ là hình chữ L nha. Còn trên đây là người ta đã xây các trụ cột lót nóc bằng toan lạnh hết rồi. Đấy, căn nhà này cũng có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng không gian sinh hoạt chung là cái phần bên L này nè.
và cuối cùng là toilet và bếp. Cửa sổ lớn nha anh chị. Lát gạch lên đến khoảng 1,2 m. Đi lăn bê toàn bộ phần trên tường. Rồi, tiếp tục mình di chuyển ra không gian phía sau của căn nhà để review cái tranh hậu đất cho anh chị xem. Thì hiện tại chủ đang đi vắng rồi cho nên em không thể vào trong căn nhà để quay nha anh chị. Em đảm bảo thì căn nhà này khá là cứng, với anh chị nào có nhu cầu ở nghỉ dưỡng mà không có cái yêu cầu cao cấp. Còn tất nhiên để mà đẳng cấp hơn thì mình có thể đập căn nhà này và xây những công trình kiến trúc đồ sộ của mình nha. Đó là tùy ý thích của anh chị. Và đây, tiếp tục mình đi xuống vẫn là bao phủ là những cái cây mai và vườn bưởi xung quanh căn nhà của mình. Thì ranh hậu đất sau sẽ nằm ở ngay bụi tầm dông này nha anh chị. Kéo dài lên đến hơn 73 mét. Đây, bắt đầu từ vị trí này, anh chị kéo dài sang trái đến cặp cái vườn của cái nhà kế bên đất mình luôn là hơn 73 mét. Một diện tích lên đến hơn 4.200 mét vuông nha anh chị, khá là rộng lớn luôn. Còn như anh chị nếu mà không thích những cây bưởi quá nhiều thì mình có thể hạ bớt một khoảng trống ở trong đây, mình trồng thêm các loại cây ăn trái khác theo ý thích của mình, bởi vì đất của mình rộng mà. Căn nhà này cũng khá là lớn luôn nha anh chị. Đấy. Và em sẽ zoom lại cái phần ranh giữa hậu đất mình và hậu đất người ta cho anh chị xem nè. Đấy, nghe cái bụi trúc này nha anh chị, sau cây xài nha. Đó là ranh hậu đất. Thì trên đây là toàn bộ về cái thông tin lô đất nghỉ dưỡng có nhà ngày hôm nay giới thiệu đến anh chị khách hàng đang xem trên kênh Điền Thổ Tây Ninh. Và bây giờ thì em xin báo giá cái căn nhà ngày hôm nay và miếng đất cũng như mảnh vườn mà chủ kêu bán toàn bộ là giá 45 triệu một mét theo mặt tiền đường anh chị. Thì mặt tiền đường của mình là 73 mét. Anh chị lấy 45 triệu một mét nhân cho 73 mét thì nó sẽ ra tổng giá trị của lô đất và căn nhà cũng như mảnh vườn là 3 tỷ 285 triệu. Giá này thì còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Đấy, sở hữu toàn bộ cây mai, mảnh vườn, căn nhà ngày hôm nay. Rồi, bây giờ thì bắt đầu từ vị trí căn nhà và mảnh vườn của mình, em sẽ di chuyển đưa anh chị ra cái phần mặt tiền đường nhựa hiện hữu DT796 lộ giới hoạch 45 m trên con đường đất đỏ lớn này. Khu vực này là của anh chị thấy được khu vực dân cư cũng khá là đông nha. Và mỗi căn nhà thì sở hữu một mảnh vườn khá là lớn. Đấy, không gian rất là sạch sẽ, thoáng mát, không bị ô nhiễm khói bụi nha anh chị. Và em xin nhắc lại thông tin lô đất, bề ngang mặt tiền đường là 73 m, một bên là dào 55, một bên dào 65. Nở hậu hơn 73 m. Có một căn nhà cấp 4 khá là cứng. Và giá trị lô đất này thì tính theo mét ngang là 45 triệu nhân cho 73 mét mặt tiền thì giá trị toàn bộ ra là 3 tỷ 285 triệu thương lượng chính chủ. Với cái giá trị này thì nhiều anh chị chắc sẽ nghĩ là có thể mua những cái miếng đất mẫu với diện tích lớn. Nhưng anh chị có nghĩ là đất của mình đã có sẵn một cái vườn trái cây. Ngoài ra mặt tiền đường trải dài lên 73 mét và có sẵn một căn nhà cấp 4 rất là cứng đang ở. Thì em nghĩ rằng anh chị nên suy nghĩ lại mình có nên ra quyết định mua cái căn nhà và mảnh vườn ngày hôm nay không. Bởi vì đã có sẵn một cái vườn bưởi trồng theo quá trình thời gian khá là lâu. Cũng như là nhà cửa đã xây sẵn rồi, mình cũng không cần làm gì thêm. Chỉ mua về và dọn vào ở ngay thôi, khá là tiện cho mình đỡ mất thời gian cũng như là công sức để mình suy nghĩ tính toán trồng và xây nhà trên đây nha anh chị. Đó, mình chạy ra đây là đụng cây xăng luôn nè. Và ngoài đây tất nhiên là mặt tiền đường lớn, khá là đông rồi, kinh doanh thuận lợi luôn. Và di chuyển tiếp tục trên con đường này khoảng độ chỉ vài trăm mét nữa thôi là mình đụng ngay trường tiểu học bên tay phải rồi. Còn bên trái là quán cà phê, quán tạp hóa, quán ăn sáng, sửa xe, đầy đủ tất cả tiện ích. Đến đây thì em đã nêu rõ các thông tin mà sản phẩm ngày hôm nay cần giới thiệu đến anh chị. Nếu anh chị nào thấy phù hợp thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 098 1877 139 để có thể hẹn lịch đi xem nhà trực tiếp và gặp chính chủ.
Anh chị cũng không quên là ủng hộ em bằng cách là nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để có thể nhận những video mới nhất, sớm nhất mà em vừa đăng trên kênh Điền Thọ Tây Ninh. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip tiếp theo về nhà và đất tại Tây Ninh. Em là Hoàng, xin kính chào và hẹn gặp lại.